Là ở Châu Thành, Hậu Giang nha. Thì hiện tại trại của Phong Thanh thì cuối tuần này thì Phong có giao mẫu 789 nha các bạn. Thì giá công khai là 900 đồng, thì Phong Thanh sẽ giao tất cả tỉnh lân cận của tỉnh Hậu Giang. Thì cũng tùy sao gần số lượng mà Phong Thanh sẽ lấy thêm chi phí tiền xăng nha các bạn. Thì ở đây thì trại của Phong Thanh cũng có mấy chục nghìn con các bạn. Thì những cái mẫu này thì Phong đang dưỡng mẫu lên 789 ở ao các bạn. Còn ở trên bồn thì ở trên á, thì Phong dưỡng giống đang giống nhỏ các bạn, đang giống nhỏ vòng vòng cái khu này của Phong Thanh các bạn. Thì cái quèo này khoảng tầm 1.500 đến 2.000 con các bạn. Để dễ dàng thì các bạn nào muốn cần giống hoặc iPod Phong Thanh hoặc biết thêm chi tiết các bạn, hoặc đến chạy xem thì cũng được các bạn. Thì ở đây thì trại Phong Thanh sẽ cố gắng lựa mẫu điều điều cho các bạn để nó tránh cái trường hợp mà nó ăn lẫn nhau đó các bạn. Thì mẫu 789 thì bắt hàng sẽ bự hơn tay cái mình tí các bạn, hoặc là bằng tay cái, tại cái con tay cái mình cũng hơi to nha các bạn. Thì mẫu 789 thì nó sẽ bắt hàng từ đây trở lên nè. Nó bằng tay cái mình nè. Mẫu 789 là mình bắt hàng cái này trở lên đó nha, bằng tay cái mình gì đó, ăn lên bằng tay cái mình là mình bắt hàng trở lên gì đó. Thì Phong Thanh cũng xin kết thúc video tại đây nha. Thì các bạn nào muốn cần giống thì hãy inbox Phong Thanh nha các bạn. Thì Phong Thanh xin chào tạm biệt các bạn ạ.